Rồi. Vị này hỏi: Thưa sư, rượu nho tự ủ nếu uống cũng bị tính là phạm giới phải không? Xin thưa là đúng, tại vì rượu nho thì nó là rượu. Quý vị có tự ủ hay không tự ủ thì rượu nó vẫn cứ là rượu, và uống thì nó là phạm giới uống rượu, xong hết.